Đây, bắt đầu cuộc hành trình đi ôn môn chơi nè. Bây giờ mình ra khỏi địa phận của Sóc Trăng. Ba cặp vợ chồng nha. Ở trên này có ba cặp vợ chồng. Đây, những nhân vật chính của bữa hôm nay. Đây là cô Mai Vlog. Đây là ba chị em nè, còn phía Đây sau là là hai ông Cúc rể. nè, đây là Dung nè. Bạn học hồi đó, hồi xưa. Học phổ thông đó. Ba này ba bà bạn học nè, hai ông sau là hai ông rể. Nhưng Chồng mà cái tên này cũng bạn học đó nè. à. Rể mà là bạn học đó. Hai đứa nó thầm yêu trộm nhớ rồi còn đi học. Ra trường rồi cưới nhau luôn, cho vô một nhà. Rồi mình đang tiến hành, mình đang đi từ từ nè. Bây giờ mình Trên vô con địa đường phận ngon của mấy chị hồi á mới ra một khu chị. vực sinh thái mà làng vitamin nè. Đây là đường làng, mình chỉ đi được xe 7 chỗ thôi các bạn ơi. Bên hông nó có một con sông nhỏ. Con đường làng ta đi. Đường làng ta đi, mình nãy mình đi lạc hết một đoạn rồi đó, mình phải quay trở lại hỏi dân địa phương mấy chị. Dân qua sông qua suối. Rồi cuối cùng mình cũng đến nơi vườn Đứng sinh ở đây thái mình chụp làng hình đây, đứng này vitamin. chụp hình đừng đúng là mà chụp cho hình biết, đừng cho biết làng coi. vitamin. Hỏi mượn chú bảy vậy. Đây là gia nhân tài tử không nè các bạn ơi. Ồ, cây này trái quá trời trái vậy ta. Để tôi chỉ về nè. Rồi tôi quay xuống. Trời mai, mai dính mai. Không mà đứng gì thấy ra trái không? Bốn trái luôn. Rồi đó. Nổi này. Giờ bốn trái. Này ba nè. Quá trời trái luôn à. Cái sao nè. Ồ bên đây nữa nè. Ủa trên đó nè. Đây nè, quá xá nè chị Dung. Dung Dung qua đây Dung. Ồ. Qua đây. Trời ơi, dưới đất luôn nè. Quá xá luôn rồi. Ồ, nó có thơm thơm rồi đó. Thơm thơm à. Thơm thơm mà nó già. Cây cái lá nó giống cây vú sữa ha. Lá tôi cũng tưởng vú sữa. Ha, phải tưởng vú sữa. Lá vú sữa tròn à. Hai, một, hai, ba, vô. Dạ. Bữa nay mình đi tới khu du lịch sinh thái làng vitamin. Nãy giờ mình kêu mấy món rồi, bây giờ nhưng mà ta đem trước đông quá, đem mới có hai món thôi. Cái món này là mì xào hải sản.
Còn món thứ hai là cơm 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 rang trứng. Cơm rang trứng. Rồi còn hai món nữa là nó đang làm đông quá làm không kịp. Chú heo nướng sa tế rất là ngon nha các bạn. Này cái gì vậy? Cái tai tượng. Cái tai tượng. 2 kg. Chiên sầu. Rồi bây giờ cái buổi tiệc khi ghé vườn sầu riêng của ba cặp. Vitamin, hormone. Đây là ba cái ông. Mặt hơi nhỏ rồi. Còn đây thì con nhỏ bạn nó buồn ngủ rồi, nó ăn xong nó buồn ngủ rồi, mở mắt không lên rồi. Còn nhỏ bạn này thì còn tươi tỉnh. Chắc vừa đã. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nghe. Cái tum bên kia nó ồn ào quá. Tum bên kia nó ồn ào quá bởi vì bây giờ tất cả các món đều hết nè. Đây có đi sầu riêng mà có mùi chôm chôm ăn nè các bạn. Rồi xin chào tạm biệt nha. Chào tạm kìa đem. Gặp lại sao? Hẹn gặp lại. Chào các bạn nha. Hôm qua mình đi vườn sầu riêng, vườn sinh thái vitamin ở Ô Môn đó, tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Mình không thể nào quay được, quay mua về ăn. Tại vì ồn dữ lắm các bạn ơi, mà mình thì mình không biết điều khiển cái máy thì sao cho nó đừng có nghe tiếng. Rồi bây giờ mình kinh cái trái sầu riêng này về nè, nó thơm bát ngát luôn. Hôm qua nay nó thơm quá trời thơm luôn. Rồi bây giờ thì ông xã ổng khui ra. Ổng khui ra hồi nãy giờ ổng cũng chật, không phải dân. Không phải dân chuyên nghiệp để mà khui, không có chuyên nghiệp. Đồ nghề cũng không có. Muối nào muối nấy thông phức. Okay. Trụ nó đã gì đâu. Đi vô vườn mê dữ lắm. Ai nấy cũng bị vô ì ì luôn. Này có muối không này? Anh nói cô ơi, bóc ra ăn luôn không. Cô đem về. À, đây, ồ cái này muối quá nè. À, quá ngon luôn. Mùi thơm ngậy luôn. Để nguyên đi. Để nguyên trình bày. Mình chuẩn bị xay 2 ly nước lạnh nè. Ăn cái này là phải uống nước lạnh. Đây là chắc còn muối. Muối nhỏ. Rồi, còn muối. Ừ, em nó nói hình như 5 muối. Ta chuyên nghiệp bây giờ mình ta biết. Nhìn là biết mà mình không có gì làm. Muối mini. Đây, rồi. Đây, bây giờ thưởng thức. Cái mùi thơm vậy ha. Sáng bây giờ nó bay mùi thơm ơi là thơm. Mình mua mua tại vườn bây giờ cái trái nó mình về mình khui đấy, hơi khó khăn á. Còn ở chợ nó bán thì nó trái nó tinh mơ. Giờ nó dễ khui. Cái này tinh mơ. Cái nhỏ này ngon nha. Béo. Rồi xin mời các bạn. Ăn đã thèm. Cái mua này nhỏ chắc có lép luôn á. Mình ở ngay chỗ đó nó ồn ào quá chừng luôn đó. Mình tranh thủ mình quay không có được nhiêu. Mình không biết cái cách để mà chỉnh cái máy đừng nó nghe âm thanh đó. Thành thử phải bó tay. Không, thì mà cái khu vườn đó hình như là 4-5 mẫu gì đó. Vậy cái lúc mình đi vô hơi sớm thì vô cái đông ngang lúc cái đường lúc mình về đó. Trời quá rồi. Trời đông. Không có quay gì được. Mở ra cái nhà cái ôm chùm ở trên. Tâm nhiều tâm lắm.
cái muối nhỏ xíu à, cái hạt nhỏ xíu à. Có nhiều tôm nó làm giống như cái phao, cái thà nổi vậy đó. Ừ. Ngồi đó ăn luôn. Đẹp lắm các bạn ơi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Khi nào mà coi cái video của mình mà có cái gì mà người đấy các bạn niệm tình tha thứ. Dở quá, kỳ cực dở quá. Hai ông bà già này dở uy tín như lắm, thành thử ra tới giờ phút này cũng chưa có được gì hết. Nói chung kỹ thuật rất là dở. Kỹ thuật rất là dở. Thấy mấy em nó quay, cũng có mấy em nó vô làm quay trong vườn đó, rất là khéo nha. Làm rất là hay, mà mình thì mình già rồi, thôi kệ đi, được nhiều hay nhiều đi. Rồi xin chào tạm biệt. Rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm và ủng hộ kênh của cô Mai. Xin chào, chúc các bạn mình ngày mới lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào.